Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay tôi lại chia sẻ một cái bài nói lên cái vận hạn cát hung theo từng năm của mỗi một con người chúng ta, kể cả nam hay nữ. Bài này nó nằm trong cái quyển sách Xem vận mệnh của Gia Cát Lượng. Tức là cái bài này có cái cách xem như thế này. Ta sẽ lấy tuổi âm lịch chia cho 12. Được số dư bao nhiêu nó sẽ ứng vào các sao. Nó sẽ có 12 sao để ta luận đoán. Thế thì ta lấy tuổi âm lịch, tức là tuổi dương lịch cộng với 1 rồi ra tuổi mụ, gọi tuổi âm lịch. Ta sẽ chia cho 12. Ta lấy số dư sẽ gắn vào 12 sao như sau. Nếu dư 1 thì là sao Thái Tuế, dư 2 là sao Thái Dương, dư 3 là sao Tang Môn, dư 4 là Thái Âm, dư 5 là Quan Phù, dư 6 là Tử Phù, dư 7 là Tuế Phá, dư 8 là Nguyệt Đức, dư 9 là Bạch Hổ, dư 10 là Phúc Đức, dư 11 là Điếu Khách, dư 12 là Bệnh Phù, dư 12 đồng nghĩa với là chia hết. Thế thì với cái cách an sao nó là như thế, thì ta có thể tự tính cho ta được là nó năm nay nó bao nhiêu tuổi, nó sẽ rơi vào cái sao nào. Đấy. Thế thì sao Thái Tuế thì nó có những người ví dụ như là 1 tuổi, 13 tuổi, 25, 37, 49, 61, 73. Đấy. Đó là những người mà nó phạm vào Thái Tuế. Thái Tuế thì nó có cái câu trả lời như thế này: Thái Tuế đương đầu tọa, vô hỷ họa tất đến, phàm sự nên cẩn thận, khả miễn huyết chi tai. Tức là nó có 4 câu thơ để cho chúng ta luận. Thì nhìn chung Thái Tuế là một cái năm nó xấu, thì mọi việc ta nên cẩn thận, nó tránh các cái vấn đề như vậy là bổ ngã chảy máu. Thế những người mà chia cho 12, dư 2 là nó phạm vào Thái Dương. Thái Dương thì những người 2 tuổi, 14, 26, 38, 50, 62, 74 thì nó được cái sao Thái Dương thì nó như này: Thái Dương cát tinh chiếu, phúc hại cũng biến tài, nhà nhà ngồi hưởng phúc, hộ hộ gặp điều may. Tức là nhìn chung những cái người mà gặp cái sao Thái Dương này chiếu vào cái năm tuổi của mình ấy, thì nó là một sao tốt. Tức là những người mà nó 2 tuổi, 14 tuổi, 26, 38, 50, 62 và 74, Nó là sao Thái Dương. Và những người mà gặp phải sao Tang Môn thì nó như thế này: những người mà Tang Môn nó là 3 tuổi, 15 tuổi, 27 tuổi, 39, 51, 63 và 75, nó là Tang Môn. Tang Môn nhập đến mệnh, cẩn thận mặc đồ tang, hoặc là không cẩn thận phá sản lại gặp tai. Tức là Tang Môn nó là một sao xấu cho những người 3 tuổi, 15 tuổi, 27 tuổi, 39 tuổi, 51, 63, 75 tuổi. Đó là hạn Tang Môn. Tiếp đến là cái hạn Thái Âm, là những người 4 tuổi, 16 tuổi, 28, 40, 52, 64 và 76 thì nó là sao Thái Âm. Thì Thái Âm nhập vào mệnh là nữ càng thích hợp, thêm hỷ lại thêm tài, quý nhân dẫn đường đi. Đấy, tức là sao Thái Âm thì nó là một cái sao tốt. Với những cái người mà vào những các cái tuổi đấy thì là nó đẹp, đại khái là thế. Thế tiếp đến là các cái sao số 5. Nó là Quan Phù.
sau quan phù thì nó là chia 12 dư 5. Quan phù nhập đến mệnh khẩu thiệt thị phi nhiều, làm một thất bại nô, chi đành cẩn thận làm. Tức là cái này nó cũng là một sao xấu. Đó là những người mà cái tuổi như vậy là chia 12 dư 5. Thế những người mà chia 12 dư 6 thì nó sẽ được là tử phủ. Tử phủ nhập vào mệnh tang phủ, trùng trùng phủ, phụ mẫu vô hình khắc, hành thiện miễn tai ương. Đấy, nó là bốn cái câu thơ để cho chúng ta luận. Đó là những người mà chia 12 dư 6. Những người chia 12, tuổi chia 12 mà dư 7 thì nó được tuế phá. Tuế phá nhập đến mệnh phá tài khó tránh khỏi, cẩn thận tiểu nhân hại, mọi sự nhiều bất lợi. Đấy là những người mà gặp phải sao tuế phá, tức là tuổi mình mà chia 12 dư 7. Tiếp đến là những người mà được cái sao Nguyệt Đức, tức là chia 12 dư 8. Nguyệt Đức nhập vào mệnh bốn mùa tài vận đến, tại gia được bình an, xuất ngoại vô hung hại. Đấy. Đó là những người mà lấy tuổi Mụ chia 12 dư 8 thì nó sẽ được cái Nguyệt Đức chiếu, thì nó cũng là rất tốt. Tiếp đến là những người mà phạm phải cái sao Bạch Hổ. Nghe đến Bạch Hổ nó là xấu rồi. Chia 12 dư 9. Tức là Bạch Hổ nhập đến mệnh phá tài, thêm đại tài, càng chú ý kiện tụng, tật bệnh bay đến hại. Đó là những người mà dính phải cái sao Bạch Hổ. Tức là những người mà lấy tuổi Mụ chia 12 dư 9. Tiếp đến là những người mà được cái sao Phúc Đức, tức là lấy tuổi mình chia 12 dư 10. Phúc Đức nhập vào mệnh cát tinh chiếu đầu giường, thêm nhà thêm nhân khẩu, tài hỷ lưỡng chu toàn. Tức là những người được cái sao Phúc Đức thì năm nay nó rất tốt. Tiếp đến là cái sao Điếu Khách, là những người lấy tuổi mình chia 12 dư 11. Điếu Khách nhập vào mệnh chỉ sợ tai hại đến, phàm sự cần thận trọng, cũng miễn được đại tai. Ví dụ như những người ví dụ như là 11 tuổi, rồi 23 tuổi, 35 tuổi, đấy, đại khái thế, 47 tuổi, đó là những người mà gặp phải cái sao Điếu Khách. Nó còn những người mà gặp phải cái sao Bệnh Phù là những người tuổi mình, tức là lấy tuổi Mụ đấy, chia 12 và không dư, chia hết cho 12. Ví dụ như 12, 24, 36, 48 và 60. Bệnh Phù nhập vào mệnh tật bệnh tai hại đến, kiện tụng khó mà thoát, hành thiện miễn tai ương. Tức là những cái người này thì nó có gặp kiện tụng, đại khái là cũng có liên quan đến pháp luật, rồi tật bệnh, tức là một năm xấu để cho chúng ta tránh. Tức là trong này người ta cũng nhắc là hành thiện miễn tai ương, để cho ta tránh các cái việc nó tai ương đến, mà ta chú tâm đến cái việc như vậy, làm những việc thiện, đại khái là thế. Tôi giới thiệu sơ qua về cái cuốn sách này để cô chú anh chị và các bạn tham khảo. Ai có nhu cầu sử dụng cuốn sách này thì xin liên hệ với tôi. Đây là một cái cuốn sách xem số mệnh của Gia Cát Lượng. Ai có nhu cầu sử dụng thì xin liên hệ với tôi theo số 0986 217 320,
Cô chú anh chị xem kênh mà thấy hay và bổ ích cho tôi xin một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn.